Bạn thường làm gì với búp bê đã hỏng? Đừng vứt chúng đi. Tìm hiểu những mẹo hay và ý tưởng mới dành cho các bậc phụ huynh nha. Cùng xem và thực hành với kênh La Li Lu của chúng mình nào. Ô, bạn trẻ này, sao các con có thể bày ra một mớ hỗn độn như vậy? Đồ chơi ở khắp sàn nhà và mẹ phải nhặt chúng lên. Và những con búp bê này đã hỏng hoàn toàn. Với ý tưởng này, mình sẽ chỉ cho các bạn. Thật khó để nhìn ra con búp bê này là một nữ thần. Thử biến nó thành một bức tượng cổ nào. Hơi nóng dao rọc giấy trên một ngọn nến và cắt phần còn lại của cánh tay đi. Cắt một đoạn cánh tay làm đôi, sau đó gắn một đoạn lên vai. Tiện thể sửa luôn chân búp bê nha. Đính búp bê vào một giá đỡ làm từ một miếng xốp cắm hoa. Bóp keo trắng vào một bát nước ấm và khuấy đều lên. Ngâm khăn giấy trong dung dịch này và quấn chúng quanh chân búp bê. Dùng một chiếc cọ để vẽ những nếp gấp dễ thương lên. Quấn một chiếc khăn giấy khác quanh hông. Và cũng dùng chiếc cọ để chỉnh sửa. Đợi những chiếc khăn giấy này cứng lại. Bây giờ búp bê đã biến thành một thứ hoàn toàn khác. Người Hy Lạp cổ đại sẽ thích kiểu tóc này. Chỉnh sửa mái tóc nào. Cuộn tóc thành một vòng tròn gọn gàng và tạo kiểu ở phía sau. Ngâm một miếng bọt biển cao su xốp với dung dịch keo và bôi lên tóc. Với sản phẩm tạo kiểu tóc này, bức tượng của chúng ta sẽ có thể tồn tại trong nhiều thế kỷ. Trộn sơn acrylic màu trắng và màu be để được màu giống như đá cẩm thạch. Lấy một miếng bọt biển và từ từ tô màu lên búp bê. Yeah! Và tô cả cho khuôn mặt nữa. Thoa sơn lên tóc bằng cách chấm nhẹ lên tóc liên tục. Dùng cọ sơn lên vải để sơn có thể thấm vào các nếp nhăn. Phủ một lớp thật dày để được các đốm trên tóc và giá đỡ. Sao Kim theo phong cách cổ xưa của chúng ta đã có vị trí mà cô ấy xứng đáng. Nghe nói các bảo tàng tốt nhất trên thế giới đang tranh giành để có được bức tượng này. Mình còn nghe nói rằng cô ấy đã từng có cánh tay. Đúng vậy, nhưng chúng mình sẽ nhớ và yêu cô ấy của hiện tại. Cùng làm một búp bê hoa từ một búp bê LOL bị hỏng nha. Phác thảo quần áo trên tấm nỉ mỏng màu xanh. Cắt ra một lỗ nhỏ làm cổ áo. Mặc thử cho búp bê và quấn một dải nỉ xung quanh để làm thắt lưng. Dính lại bằng keo nóng. Và cắt bỏ phần thừa. Dùng kim cắt cuốn hoa giả đi. Che vết cắt bằng keo nóng. Và gắn người búp bê lên bông hoa. Em sẽ là bông hoa đẹp nhất trong vườn đúng không? Không có gì nghi ngờ hết. Gắn thêm một giá đỡ nhựa ở phía dưới. Và một bông hoa tuyệt vời đang nở rộ trong khu vườn của chúng ta. Và em búp bê này sẽ biến thành một con chim kỳ diệu. Trước hết gỡ rối tóc ra, đổ nước nóng lên và thoa dầu xả yêu thích của bạn lên tóc. Gội sạch với nước. Lau sạch nước đi và sấy khô. Cắt bỏ phần đuôi tóc đi. Mái tóc trông rất mượt mà. Dán lông trắng đến các chỗ không có tóc. Làm quần áo thôi nào. Phác thảo một cái áo trên một tờ giấy xốp. Cắt ra. Và thử lên búp bê. Nó rất hợp với em búp bê này. Dán chặt bằng keo nóng và dùng kim cương giả để trang trí. Bây giờ cùng may một chiếc váy nào. Gấp một mảnh vải lại, sau đó dùng kim khâu vào. Như vậy lát nữa bạn có thể kéo nó. Buộc một đoạn dây đuôi băng vào sợi dây thép để luồn nó qua cặp váy. Mặc chiếc váy vào và thắt thêm một chiếc nơ thật sành điệu lên. Dùng keo dán một hàng lông trắng lên một dải vải. Quấn nó quanh eo và trang trí bằng những viên kim cương giả. Chim sẽ cần một đôi cánh. Vẽ theo mẫu đôi cánh trên tấm giấy xốp màu tím.
cắt nó ra và dán vào thay cho cánh tay. Che phần nối bằng lông vũ và tiếp tục gắn lông vũ đến hết đôi cánh. Dán thêm nhiều lông hơn vào cánh. Gắn thêm hai chiếc lông vũ lên trên cùng. Đính một mặt dây chuyền lên trên trán. Em chim tuyệt vời của chúng mình đang ngồi trên cành cây. Đó là một phép lạ để được nhìn thấy em ấy. Búp bê LOL này dường như còn không có mắt và tóc. Và em Yoda nhỏ bé này cũng chẳng cần đến tóc. Lau sạch đầu bằng một miếng bọt biển. Nặn đôi tai từ miếng đất sét và gắn chúng lên. Điều chỉnh đôi tai bằng một dụng cụ chuyên dụng khi cần thiết. Dán thêm mí mắt lên khuôn mặt. Trộn các màu sơn trên một bảng màu để sơn lên da của sinh vật nhỏ bé này. Vẽ mí mắt, tai và đầu của Yoda bé nhỏ và đừng tô màu cho đôi mắt. Tô màu toàn bộ cơ thể. Vẽ móng mắt bằng sơn acrylic màu nâu. Còn người đen. Và đừng quên highlight nha. Vẽ thêm các nếp nhăn trên da bằng sơn màu xanh đậm. Sơn màu be nhạt lên tai. Phủ lên đôi mắt một lớp sơn bóng để trông chúng thật lấp lánh. Chúng ta cần ăn mặc đồ cho Yoda. Phát thảo hai ống tay áo trên một miếng nỉ màu nâu. Sau đó cắt ra và mặc chiếc áo vest này vào, dùng keo dán lại. Vẽ một chiếc áo khoác trên vải miếng canvas dày màu xám. Bây giờ dùng keo dán hai tay áo lên. Thêm dây đai và cổ áo. Em bé Yoda của chúng mình rất đáng yêu. Chúng mình có nửa trên của một búp bê LOL và đất sét khô. Và điều quan trọng nhất là chúng mình đã có một ý tưởng tuyệt vời. Nhào đất sét và nặn hình đuôi của một con ốc sên. Gắn cơ thể búp bê vào. Lăn đất sét và cuộn thành một hình xoắn ốc lớn. Gắn vỏ ốc sên vào đuôi. Phủ lên lớp đất sét cứng bằng một lớp sơn màu be. Và sơn màu đỏ tươi lên vỏ. Sơn thêm sơn tối màu hơn để tạo kết cấu cho vỏ. Sơn thêm màu sáng hơn để làm nổi bật các khối tròn. Dùng sơn trắng chấm lên các chấm bi ngẫu nhiên lên. Yay! Đã đến lúc trang trí ra. Dùng các loại hoa trang trí khác nhau. Một ít rêu, lá và cành cây giả. Cỏ, hoa và nấm. Có quá nhiều thứ hay ho trên ngôi nhà của em ấy. Xin lỗi, em đang vội. Ốc sên rất hay nhắn nhít nếu bạn nghe chúng thật gần. Chúng ta phải cứu phần còn lại của em búp bê đáng yêu này. Gấu bông quá mềm và búp bê quá cứng. Chúng mình cần một cái gì đó vừa vừa. Em búp bê bị vỡ thành nhiều mảnh. Cánh tay, đầu và cơ thể bị tách ra. Dùng keo dính đầu và cổ lại với nhau. Đặt hai cánh tay cách xa cơ thể. Vẽ đường viền của một bộ đồ ngủ. Trông nó sẽ như thế nào khi xong ta? Cắt bộ đồ ngủ này từ hai lớp vải bông. May bộ đồ dọc theo đường viền. Và lộn mặt phải ra. Nhồi bông vào bên trong. Đặt đầu và xỏ cánh tay vào đúng vị trí. Và khâu lại để chúng dính thật chặt. Dùng keo gắn thêm một cái đuôi bằng bông vào. Quấn một chiếc băng đô quanh đầu, là một cái nơ từ hai miếng vải nhỏ. Trang trí cho băng đô và bộ đồ với những viên kim cương giả. Em búp bê buồn ngủ của chúng mình đang ngủ với mèo con. Shh, đừng làm em ấy thức giấc. Bạn có thích cách làm lại búp bê cũ của chúng mình không?
Nếu có thì nhớ like video và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tuyệt vời hơn nữa trên kênh La Lilu của chúng mình nha.